Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Bạn đã từng trải qua sự thu hút mãnh liệt với một người nào đó, giống như bạn đã biết người này nhiều năm hay chưa? Ngay cả khi bạn mới gặp nhau gần đây, sự hiện diện của người này vẫn ảnh hưởng đến tâm trí của bạn, đến cơ thể và tâm hồn của bạn. Nó giống như trải qua cảm giác déjà vu và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về những dấu hiệu rõ ràng để nhận biết liệu sự thu hút đó có khắc tố ghi tâm hay không, và liệu mối quan hệ của bạn có phải là mối quan hệ tri kỷ sâu sắc hay không. Vũ trụ kết nối chúng ta trong một lĩnh vực tâm linh, và có những lý do tại sao những kết nối vũ trụ rất mạnh mẽ lại kéo chúng ta đến gần con người này hơn. Sau đây là những dấu hiệu để biết rằng kết nối đó có phải là tri kỷ hay không. Điều thứ nhất, bạn chia sẻ các giá trị và đạo đức độc đáo. Chia sẻ những giá trị và đạo đức giống nhau cho phép bạn nhìn cuộc sống và con người thông qua cùng một cặp mắt. Khi hai người có mối liên kết tinh thần, họ có xu hướng lắng nghe một cách dứt khoát và tương tác cởi mở với nhau. Trung thực, tôn trọng và thấu hiểu trở thành nền tảng của mối quan hệ của nhau. Bạn ít có khả năng không đồng ý vì người ấy của bạn nhìn thế giới theo cách bạn làm. Nhìn mọi thứ trong cùng một lăng kính có nghĩa là bạn có mối liên hệ tinh thần sâu sắc với người ấy của mình. Thật là hiếm khi tìm thấy một người có cùng đức tính như bạn. Vì vậy, khi bạn tìm thấy người ấy, bạn là một trong số ít người may mắn có chung mối liên hệ tinh thần sâu sắc. Vì bạn có những giá trị và quan điểm giống nhau về những điều lớn lao hơn trong cuộc sống, bạn không bao giờ để những khác biệt nhỏ cản trở. Khi bạn được kết nối về mặt tinh thần, tình yêu và sự tôn trọng vững chắc vẫn còn. Vì vậy, nếu bạn có cùng giá trị, đạo đức và nguyên tắc với người ấy, chắc chắn rằng giữa bạn có một mối liên hệ thiêng liêng và người ấy là tri kỷ của bạn. Điều thứ hai, bạn có một số điểm tương đồng. Định mệnh của những người bạn tri kỷ hòa quyện vào nhau. Khi nói đến các kết nối vũ trụ, bạn cần có những mục tiêu cuộc sống tương tự. Khi hai người có quan điểm giống nhau, họ cùng hướng tới việc theo đuổi mục tiêu chung và hướng dẫn nhau đi đến con đường này. Các bạn cũng quan tâm và coi trọng sở thích của nhau, ngay cả khi ban đầu bạn có vẻ không hiểu. Cũng có thể có những thứ mà bạn không tự nhiên bị thu hút, nhưng với sự kết nối đó, bạn thấy mình đang tìm hiểu về nó. Cả hai bạn đều mong đợi mối quan hệ và nơi bạn muốn thực hiện nó, cho dù đó là về kế hoạch nghề nghiệp, kế hoạch gia đình hay nuôi dạy con cái. Dấu hiệu thứ ba, bạn có thể giao tiếp trong im lặng. Có thể giao tiếp trong im lặng là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang kết nối với ai đó về mặt tinh thần. Với người này, bạn có thể nói chuyện hàng giờ, nhưng im lặng cũng rất thoải mái. Im lặng không cảm thấy khó xử, nó cảm thấy đặc biệt. Khi một cái gì đó không đúng, họ có thể cảm nhận nó ngay cả khi cách xa nhau. Bạn có thể nhận ra cảm xúc của họ từ khắp phòng, và bạn biết suy nghĩ của họ. Và bạn có thể cảm thấy rằng người này cũng đang nghĩ đến bạn. Bạn được kết nối về mặt tinh thần với một người nào đó khi bạn thậm chí không cần thể hiện cảm xúc của mình bằng lời nói. Họ dường như có thể đọc được suy nghĩ của bạn và hiểu được cảm xúc của bạn. Người này chỉ đơn giản là biết tâm trạng của bạn và hành động phù hợp, cho dù đó là để bạn một mình hay ôm hôn bạn. Sự kết nối phi thường này cho phép bạn an ủi lẫn nhau. Đôi khi tất cả những gì nó cần là nhìn vào mắt nhau. Với người ấy, bạn có thể ngồi trong im lặng thoải mái mà
mà không tốn năng lượng không cần thiết để giao tiếp. Điều thứ tư, giao tiếp với tri kỷ của bạn là một trải nghiệm khác biệt. Giao tiếp tự nhiên, lành mạnh và dễ dàng. Lời nói của bạn trôi chảy một cách tự do và tự nhiên. Bạn tận hưởng cuộc trò chuyện trao đổi lành mạnh vì bạn có thể chia sẻ ý kiến của mình. Đó là vì các giá trị của bạn phù hợp và bạn chia sẻ kết nối cảm xúc đó. Vì các cuộc trò chuyện với người ấy không bao giờ cạn, bạn có thể đi sâu vào các chủ đề như là đức tin, chính trị, ý nghĩa thực sự của cuộc sống hoặc mưu cầu hạnh phúc. Bạn cho phép họ đi sâu vào tâm hồn bạn và nhìn thấu bạn, và cả hai bạn đều muốn hiểu nhau hơn. Bạn có thể nói chuyện mà không cần dè dặt, bối rối hoặc sợ bị phán xét. Tiếng cười mà bạn chia sẻ cùng nhau thúc đẩy một tình cảm bền chặt hơn. Bạn có thể cảm nhận được sự kết nối ngay cả khi nó chỉ đơn giản là cười cùng nhau. Tiếng cười khiến tâm hồn bạn mỉm cười theo từng lời bạn nghe từ người này. Nó làm cho thế giới của bạn nhẹ nhàng và tươi sáng hơn. Khi bạn tham gia vào các cuộc trò chuyện có ý nghĩa với người này, đó là dấu hiệu của một mối liên kết sâu sắc về tinh thần. Người ấy là tri kỷ của bạn. Điều thứ năm, bạn hết lòng tin tưởng họ. Bạn tin tưởng lời khuyên và ý tưởng của người này mà không cần thắc mắc. Điều đó không có nghĩa là bạn ngây thơ, chỉ là bạn biết rằng họ xứng đáng nhận được sự tin tưởng này. Vì vậy, nếu bạn thấy mình tin tưởng người này, bạn có thể được kết nối về mặt tâm linh. Bạn không sợ phải mở lòng vì bạn biết sâu trong trái tim mình rằng người này sẽ không phán xét, cũng như không làm tổn thương bạn. Quan trọng nhất, người này sẽ không bao giờ sợ bạn nói sự thật, vì họ muốn bạn trở thành người giỏi nhất của mình. Điều thứ sáu, bạn có sự tôn trọng lẫn nhau. Sự tôn trọng là nền tảng của bất kỳ mối quan hệ nào, và đây là dấu hiệu của sự kết nối tinh thần. Khi bạn tôn trọng nhau ở nhiều mức độ khác nhau, và điều đó đến một cách tự nhiên, bạn biết rằng những gì bạn có là điều gì đó có ý nghĩa hơn. Các bạn hỗ trợ lẫn nhau cho dù quan điểm của bạn là gì. Và thay vì liên tục cố gắng thay đổi lẫn nhau, các bạn hãy tôn trọng những sai sót, thiếu sót và không gian cá nhân của nhau. Các bạn nhận ra nhau như một con người và tin tưởng vào thế mạnh của nhau. Điều này xây dựng cảm giác tin cậy, an toàn và hạnh phúc. Vì vậy, nếu bạn tôn trọng và đánh giá cao sự khác biệt và tương đồng của nhau, điều đó có nghĩa là bạn đang chia sẻ một kết nối tinh thần sâu sắc. Điều thứ bảy, cảm giác ruột của bạn cho bạn biết rằng người ấy là tri kỷ của bạn. Đây là điều mà hầu hết chúng ta sẽ hiểu. Khi tất cả được nói và làm, hãy tin vào cảm giác ruột của bạn. Có điều gì đó khiến bạn cảm thấy thoải mái, an toàn và chắc chắn khi ở bên người này, ngay cả khi bạn mới gặp gần đây. Chỉ sự hiện diện của người này có xu hướng làm lu mờ mọi thứ khác, và bạn gần như có thể nhìn thấy mọi thứ rơi vào đúng vị trí. Bản năng của bạn hoạt động tốt nhất, và bạn chỉ biết rằng bạn có mối liên hệ thiêng liêng với người này. Không có lý do hợp lý nào, và bạn không nghi ngờ điều đó. Hãy tin tưởng trực giác của bạn vào điều này, bởi vì hầu hết thời gian nó luôn đúng. Điều thứ 8, bạn không giữ gì với nhau. Bất kể bạn đã ở bên nhau bao lâu hay chỉ mới gặp nhau gần đây, bạn dường như hiểu nhau từ trong ra ngoài. Bạn có thể nói những gì trong đầu và những gì bạn cảm thấy, mà không phải lo lắng về cách họ sẽ giải thích điều đó. Nếu cả hai có thể chia sẻ cởi mở và không có điều gì cản trở bạn, thì dấu hiệu này cho thấy rằng hai bạn có mối liên hệ vũ trụ sâu sắc. Hai bạn là tri kỷ của nhau. Điều thứ 9, hầu hết chúng ta có xu hướng sợ hãi về tính dễ bị tổn thương và tính minh bạch. Nhưng nếu bạn có mối liên hệ tinh thần với ai đó, bạn có thể tiết lộ những khía cạnh của bản thân mà bạn có thể không thoải mái hoặc xấu hổ. Bạn đang cho phép người này biết bạn hoàn toàn mà không sợ hãi, từ suy nghĩ và thách thức của bạn cho đến quan điểm của bạn về tình dục và các mối quan hệ. Bởi vì bạn quan tâm rất nhiều đến người này, bạn cũng sẵn sàng bày tỏ cảm xúc thật và tình cảm thể xác của mình. Nếu bạn là chính mình khi ở bên cạnh của người ấy và người ấy luôn tôn trọng bạn,
Bạn đã có mối liên hệ tâm linh sâu sắc với người ấy. Người ấy là tri kỷ của bạn. Điều thứ 10, bạn cảm thấy bình tĩnh khi ở bên người ấy. Người ấy mang lại cho bạn cảm giác an toàn về tình cảm, tinh thần và thể chất. Bạn cảm thấy an toàn khi ở bên người ấy. Khi bạn được kết nối về mặt tinh thần với ai đó, sự hiện diện của họ đủ để xoa dịu sự lo lắng, sợ hãi hoặc căng thẳng của bạn. Có vẻ như bạn đang ở nhà ngay khi gặp nhau. Có nghĩa là khi gặp người ấy, giống như là cảm giác bạn được quay về nhà, cảm thấy bình yên, nhẹ nhàng. Cảm giác thật tuyệt và tất cả những gì bạn có thể nghĩ là hạnh phúc. Năng lượng của người ấy bằng cách nào đó có thể làm cho ngày của bạn tươi sáng hơn. Nó giống như là lo lắng của bạn dường như biến mất. Mọi tiêu cực và mọi điều sai trái trên đời dường như dần chìm và quên lãng. Điều thứ 11. Các bạn quan tâm đến nhu cầu của nhau. Một kết nối tinh thần và tình cảm tồn tại khi cả hai bạn quan tâm đến nhu cầu và mong muốn của nhau. Người ấy không chỉ nghe, người ấy còn lắng nghe bạn. Người ấy cho phép bạn cởi mở với người ấy, để bạn có thể tìm đến người ấy để xin lời khuyên. Khi bạn cần ai đó nói chuyện, người ấy sẽ dành toàn bộ sự quan tâm cho bạn. Người ấy lắng nghe tích cực. Đây là lý do tại sao có một kết nối tâm linh với một người nào đó có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Có mối liên hệ sâu sắc với ai đó về mặt tinh thần cũng cho phép bạn nhận biết khi nào có điều gì đó không ổn. Bạn biết rằng bạn đã có được sự hỗ trợ của nhau vô điều kiện. Cả hai đều mong muốn sự thành công của mỗi người. Vì vậy, nếu bạn có mối liên hệ vũ trụ này, hãy coi mình là người may mắn, vì người ấy có thể hỗ trợ bạn trong suốt cuộc đời. Điều thứ 12. Hầu hết mọi người thay đổi cách họ thể hiện mình với thế giới. Họ thích ứng với cách họ hành động, nói hoặc thể hiện bản thân tùy thuộc vào tình huống và vị trí của họ. Không giống như cách bạn ở với người khác. Khi ở với người ấy, bạn là con người thật của bạn. Khi bạn chia sẻ mối quan hệ thiêng liêng với người ấy, bạn có thể hành động theo cách bạn muốn mà không sợ bị đánh giá. Bạn cảm thấy thoải mái và hoàn toàn trung thực với nhau. Bạn có thể tự do là chính mình và bạn không bị người này kìm hãm. Có được sự kết nối vũ trụ đó cho phép bạn thở và giải phóng tâm hồn mình. Điều thứ 13. Bạn bị thu hút bởi người ấy theo bản năng. Không có lý do rõ ràng và bạn không bao giờ nghi ngờ mối liên hệ, bởi vì bạn biết rằng người này phù hợp với cuộc sống của bạn và có cảm giác như bạn đã biết người này cả đời mình. Sức hút siêu hình này ngày càng tăng và mỗi khi bạn nhìn thấy người này, bạn vẫn có thể cảm nhận được sức kéo bản năng đó. Vì vậy, bạn cảm thấy như bạn bị thu hút bởi một ai đó, thì bạn có thể đã phát triển một mối liên hệ tâm linh sâu sắc, và người ấy có thể là tri kỷ của bạn. Điều thứ 14. Bạn cảm thấy như thể bạn đã biết người này rất lâu. Dù mới gặp nhau gần đây hay đã là bạn bè lâu năm, bạn có cảm giác như đã quen người ấy cả đời. Có điều gì đó trong sự hiện diện của người ấy gây ấn tượng sâu sắc với bạn mà bạn không thể giải thích được. Có một mối liên kết bền chặt, không thể nhầm lẫn, giống như bạn vẫn có thể tìm thấy nhau trong một biển người xa lạ. Nó siêu thực và hoàn toàn tự nhiên. Một số người nhầm sự hấp dẫn về thể chất với kết nối tinh thần. Vì vậy, hãy để ý đến điều này, vì đó là một thứ khác. Khi bạn gặp người bạn tri kỷ của mình, bạn sẽ không có cảm giác như đang gặp mặt lần đầu tiên. Bạn sẽ có cảm giác như đã biết nhau mãi mãi. Kết nối vũ trụ mạnh mẽ mang lại cho bạn sự quen thuộc và hiểu biết ngay lập tức, giống như bạn đã biết người này trong nhiều năm. Nếu bạn nghĩ lại lần đầu tiên bạn gặp người này, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Điều này đơn giản có nghĩa là bạn có một kết nối vũ trụ sâu sắc với người này, và người ấy chính là tri kỷ của bạn. Điều thứ 15. Mối quan hệ của bạn có với người ấy dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu. Các bạn lắng nghe một cách dứt khoát và hiểu nhau ở mức độ sâu sắc hơn. Cả hai bạn đang nỗ lực để củng cố mối quan hệ mà bạn có. Bạn dành thời gian cho nhau vì nó nạp lại năng lượng cho các bạn. Bằng cách trung thực và nỗ lực trong mối quan hệ của mình,
bạn phát triển cảm giác thân thiết sâu sắc hơn. Đó là một mối quan hệ mà bạn sẽ không bao giờ cảm thấy bị mắc kẹt hoặc bị giới hạn. Có mối liên hệ thiêng liêng với ai đó có nghĩa là tôn trọng cá tính của mỗi người. Bạn không bao giờ phải từ bỏ những thứ mình thích hoặc biến mình thành một người hoàn toàn khác. Bạn cùng là một đội và bạn vẫn có quyền tự do lựa chọn và tạo ra con đường của mình trong cuộc sống. Khi bạn có mối liên hệ sâu sắc đó, mối quan hệ sẽ trở thành nơi trú ẩn của bạn. Đó là nơi bạn phát triển và trở thành chính mình. Điều thứ 16, người ấy làm rung chuyển mọi thứ. Các mối quan hệ vũ trụ không chỉ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, chúng còn làm gián đoạn cuộc sống của chúng ta và thách thức hiện trạng. Có những kết nối vũ trụ có thể thách thức bạn và đưa bạn vào những tình huống khó khăn. Bạn sẽ bị đẩy ra khỏi vùng an toàn của mình để có cái nhìn sâu sắc hơn về bản thân. Những điều này xảy ra để làm cho bạn trở thành một người tốt hơn. Đó là một cách để phát triển kỹ năng của bạn và khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Họ bước vào cuộc sống của bạn để bạn có thể sống hết mình. Điều thứ 17, có tình yêu vô điều kiện. Tình yêu vô điều kiện là loại tình yêu thiêng liêng nhất và cao cả nhất. Tình yêu mà bạn dành cho người này giống như chưa từng trải qua. Nó đặc biệt và mạnh mẽ. Và bạn biết rằng không gì có thể phá vỡ nó. Loại tình yêu này phát triển mạnh mẽ hơn theo thời gian khi bạn ở bên người mà bạn gắn bó về mặt thiêng liêng. Tình cảm mà bạn dành cho người này không có giới hạn và các bạn yêu nhau không cần bất kỳ điều kiện nào. Vì vậy, nếu bạn chia sẻ kết nối và tình yêu này với ai đó, hãy trân trọng và quý trọng nó. Vũ trụ muốn bạn ở bên người này. Điều thứ 18, cung cấp sự chữa lành sâu sắc cho tâm hồn bạn. Cái kết nối vũ trụ đi vào cuộc sống của chúng ta để giúp chúng ta chữa lành và giúp chúng ta nhìn mọi thứ theo cách mới. Khi bạn chia sẻ kết nối này, bạn có xu hướng hàn gắn tâm hồn của nhau. Thời điểm người ấy bước vào cuộc sống của bạn, bạn sẽ bỏ qua quá khứ. Và cho dù quá khứ của bạn có tàn khốc và đen tối như thế nào, bạn luôn tích cực tiến về phía trước. Người này sẽ đưa bạn đến một cảm giác chưa bền mới, để bạn có thể phát triển theo cách mà bạn chưa từng trải qua. Điều thứ 19, người ấy nhắc nhở bạn về mục đích của bạn. Tất cả chúng ta được gửi đến thế giới này để thực hiện một mục đích. Nhưng với tất cả những điều phiền nhiễu trong cuộc sống bận rộn của chúng ta không thấy điều đó. Sự kết nối vũ trụ này giúp chúng ta nhớ lại tiếng gọi và mục đích tâm linh thực sự của mình. Bạn nhận thức rõ hơn về bản thân mình, khuyết điểm, nhu cầu và điểm tốt của bạn. Người ấy thậm chí có thể giúp bạn đối mặt với những điều bạn sợ phải đối mặt với chính mình. Vì bạn có cảm giác như bạn đã biết người này cả đời, nên điều gì đó về nghị lực của người ấy nhắc nhở bạn nhớ bạn là ai. Bạn bắt đầu nhớ và tìm ra mục đích thực sự của mình trên thế giới này là gì. Điều thứ 20, bạn là một phiên bản tốt hơn và hạnh phúc hơn của chính mình. Khi bạn chia sẻ kết nối vũ trụ với ai đó, nó sẽ thúc đẩy và truyền cảm hứng cho bạn. Bạn thậm chí không cần phải ở bên nhau về mặt thể xác. Chỉ cần biết rằng người này tồn tại trong cuộc đời bạn cũng khiến bạn hạnh phúc. Bạn sẽ có cảm hứng để phát triển và học một kỹ năng mới. Bạn có động lực để tiếp tục cố gắng cho đến khi đạt được ước mơ của mình. Bạn nhận thấy rằng bạn cười nhiều hơn, thế giới dường như nhẹ nhàng hơn và bạn thấy vẻ đẹp của cuộc sống giữa những cuộc đấu tranh. Người ấy sẽ không thay đổi bạn, nhưng khiến bạn muốn trở thành một người tốt hơn. Người ấy không cho phép bạn mất niềm tin vào khả năng của mình. Với kết nối vũ trụ của bạn, bạn sẽ tiến về phía trước trong cuộc sống với cảm giác hy vọng và hạnh phúc. Các bạn đã được gắn kết với nhau để thực sự hiểu nhau. Vũ trụ đang nói chuyện với bạn và thúc đẩy bạn tìm hiểu. Không có gì là tình cờ cả. Mọi người bước vào cuộc đời của chúng ta vì một lý do. Đó là bởi vì mọi thứ trong vũ trụ được liên kết với nhau. Nó có nghĩa là mọi thứ đều là kết quả của sự kết nối vũ trụ. Và những kết nối sâu sắc mà chúng ta có là những kết nối mà chúng ta
được đưa đến để phát triển. Bằng sự kết nối vũ trụ này, hai người trải qua sự hòa hợp, thấu hiểu và bình yên. Những người mà chúng ta có mối liên hệ tinh thần sâu sắc bước vào cuộc sống của chúng ta để giúp chúng ta nhìn mọi thứ theo một cách mới, chữa lành nỗi đau và thay đổi hướng đi, bổ sung cho cuộc sống của chúng ta và khiến chúng ta trở thành những người tốt hơn. Bạn chắc chắn biết rằng người này với bạn cùng kết nối tâm hồn với nhau. Bạn thấy mình đang phát triển như một con người. Bạn cảm thấy hoàn thiện hơn bao giờ hết. Và cho dù thế nào đi nữa, người ấy có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta mãi mãi. Hãy nắm lấy kết nối vũ trụ của bạn. Trong một thế giới tràn ngập những cuộc giao tranh, có thể khó có được một mối quan hệ tinh thần sâu sắc với một ai đó. Vì vậy, khi bạn trải nghiệm điều này, những gì bạn có là một cái gì đó rất đặc biệt. Thừa nhận rằng các kết nối vũ trụ là có thật và có thể mang lại thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Chúng rất quan trọng đối với sự tiến bộ thuộc tâm linh của chúng ta. Cần phải biết liệu bạn có kết nối tâm linh với ai đó hay không. Bởi vì giống như bất cứ điều gì khác, mối quan hệ này có thể được hình thành hoặc mất đi theo thời gian. Mối quan hệ kiểu này không xuất hiện hàng ngày. Vì vậy, khi bạn thấy mình đang ở trong một mối quan hệ tâm linh, bạn sẽ có được cho mình một thứ gì đó rất đặc biệt. Và ngay cả khi có điều gì đó kỳ diệu về việc gặp gỡ hoặc ở bên người mà bạn có mối liên hệ về mặt tinh thần, bạn vẫn phải nỗ lực để duy trì mối liên kết thiêng liêng giữa hai bạn. Người ấy tồn tại là có lý do, để giúp bạn chuẩn bị và hoàn thành số phận của mình. Một số sẽ hướng dẫn chúng ta vượt qua thời gian khó khăn hoặc dẫn chúng ta đến nơi mà chúng ta đáng lẽ phải đến. Nếu bạn ở bên một người bạn tri kỷ thực sự của mình, vũ trụ luôn nhắc nhở bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng năng lượng tích cực để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.